Ủa chị, chị gì nè? Selena Gomez. Selena chị nha. Cái đó Dona là Maradona rồi chị ơi. Dạ cái đó đá banh. Selena. Trời đất ơi, chị đi đâu vậy? Đi thử áo cưới. Trời ơi, ai cứu chị? Ảnh á. Ảnh hả? Trời đất ơi, anh nào chị? Thì ảnh của chị với ảnh quen lâu rồi. Anh nào? Anh gì ta? Anh tên gì quên rồi ta? Đừng ai nhắc, bồ hù là phải nhớ. Không, để từ từ chị nhớ mà ảnh chị quen với ảnh á. Rồi, ảnh tên là chết đi. Không phải Jessica nha. Jessica. Không phải Jessica. Không phải. Gì ta? Chết gì ta? Bồ mà không nhớ. Chết gì? Chết đi. Chết đi gì? Chết đi Nguyễn. Điên không? Chết tên bay. Chết tên bay. Chết tên gì? Bồ cũ mà. Không mà bay. Làm lại đi Lâm ơi. Thôi. Điên khùng. Chết tên Bieber. Ờ, làm lại nè, giá làm lại nè. Ok, bồ cũ là ai nè? Chết tên Bieber. Wow. Ủa là chia tay rồi mà sao nay quay lại là sao? Không, anh năn nỉ chưa quay lại rồi. À, vậy giờ là thử áo cưới. Thử áo cưới, đời cưới chị. Trời. Tại lúc trước anh ghen quá. Ừ, giận. Giận. Cho nên giờ hết ghen rồi. Hết ghen. Ê, hề, giờ lựa áo cưới đúng không? Rồi bà chủ lại đo đi bà chủ ơi. Chuẩn bị chụp áo cưới rồi. Rồi, lên áo cưới chị ơi. Trời đất ơi. Rồi một lát nữa ấy cho chị cái bó bông mà đẹp nhất đêm cưới của chị. Nè, đó, chị cầm chậu bông lan này nè. Đó. Không, đám cưới tao không đi bông lan đâu cưng ơi. Dạ. Cầm bông, thí dụ bông tai, bông nào chơi. Cưng ơi, cưng có thể cho chị cái bông được không cưng? Đo trước đi. Bông đi, thôi đây nè chị. À, bông. À, dạ đây. Trời ơi, kỳ đám cưới nha. Là mời cả nước không? Cả nước luôn, trong nước và ngoài nước luôn. Trời ơi, đại đại bao nhiêu tăng? Đại chắc cũng khoảng chắc cũng mấy tháng à. Đại mệt nghỉ luôn. Đại tại vì tại đi 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 vòng quanh thế giới mà. À trời ơi. Anh với chị nổi tiếng dữ lắm. Chị là Selena Gomez, Selena Gomez, còn ảnh là City Tay Home. Tay gì? Ê nhỏ kia nhắc giùm tên City bộ chị tên gì? Bộ chị tên gì? Boss không có ai boss boss đó. Boss Viber chị ơi. Tên Viber. Viber là cái app chị ơi. Thì thôi thì em đừng hỏi tên bồ chị nữa, em biết rồi, em hỏi thì đó là ảnh đó. Trời ơi, chuẩn bị lựa rồi. Dạ. Trời ơi, mà ở đây là không có cái size là vừa size chị nha. Không, tại vì chị có thiết kế mà. Đúng rồi, ủa có không? Cưới chị thiết kế. Trời ơi, nhiêu tiền chị? Chị giàu có. Anh là tài tử nổi tiếng, chị nổi tiếng mà. Rồi, không lẽ không thiết kế được áo cưới. Mà mấy năm rồi là quay trở lại? Mấy này coi như là 3-4 năm nay rồi đó. Trời ơi, tiếc bỏ ghê. Bỏ mà anh tiếc chị, anh bỏ cái diễm bức gừng này. Diễm bức gừng là gì má? Anh nói chị làm diễm bức gừng, anh nói chị thôi. Vậy đó hả? Nói vậy thích trời lắm. Ôi, có được kìa. Nói chị thấy cưng thấy không? Khủng đúng không em? Trời ơi. Không, chị đừng nói vậy. Em đặt thiết kế đàng hoàng, chị nói được. Em thiết kế chị ơi. Dạ dạ. Rồi bây giờ em thử áo cưới nha. Rồi vô thử áo cưới đi, vô rèm lại, vô cái rèm lại. Trời ơi, chấn động cộng đồng mạng ơi. Ai muốn đi đám cưới thì comment là muốn đi nha. Rồi cái bên tôi viết cái thiệp xong rồi hả, bữa đó mời đi. Dạ em có mời nhà nhiều lắm. Ok. Bên Mỹ nè. Rồi bên châu Âu nè. Thái Lan. Dữ vậy, bên Thái Lan quen ai bển vậy? Có, tại vì anh đi nhiều nước á. Ừ. Bạn bè nhiều nơi. Trời ơi, đội mấn rồi nha, nhiều nha. Mà ta nghe đồn là có thai trước là có hay không? Có không? Có đồ có đúng không? Có. Chết rồi. Thôi đừng nói hay nha. Ừ. Mấy chuyện này tế nhị lắm. Vậy đó hả? Rồi bây giờ có con đặt gì? Ảnh là Justin Bieber. Thì bây giờ có con đặt là Justin Baby Sat đi. Baby Sat 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 Baby Sat 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 Sat. Dạ, ảnh quá trời. Cưng. Khi mà quay trở lại đó, tự nhiên dính bồn, bây giờ nó cái gì cũng dám nói. Lại từ đi khám thai chưa trai gái? À bí mật à, ok. Trời ơi. Anh tìm xin đôi
Sinh đôi hả? Trời ơi, mấy nay mọi người cứ đồn là bị mập nhưng không có nha. Chị ơi. Trời ơi. Đẹp, rất đẹp. Sao ê hề vậy? Trời sao ê hề vậy? Không, chắc bây giờ là phải lấy cỡ này. Đang có thai sữa về. Thai sữa về. Trời ơi. Trời ơi. Sao cái gì cũng dám vậy? Gì? Thôi khô mực su chiên bớt chỉ lại. Giấu đi, giấu su chiên khô mực đi. Trời ơi, đẹp quá. Em mơ làm cô dâu nha. Tăng 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 tăng. Đừng đụng vô đó nữa, đừng đụng vô đó nữa. Đúng, cứ để bình thường. Là chị Seruna ơi, cho em hỏi là bình thường là chị có đi tập tạ hay không? Mà chị đô vậy? Không tập mà nó cũng đô. Ăn không mà nó đô đó. Vậy đó hả? Rồi chị định sống ở đâu khi đám cưới về? Sống ở đâu? Chắc ở New York. Ở New York à? Ok. Tại cái xứ đó nó cũng đông người đông đúc á. Ờ, cái ngày mà anh quay lại thì anh điện hay nhắn tin cho chị? Anh có nhắn tin. À, cho đây bút đi. Đây ok bút. Ok. Anh nhắn tin cho chị. Anh nhắn sao? Anh nhắn nhắn tin. Hello, bắt đầu hello trước. Hello, vô, hỏi tâm khỏe. Ok. Cái anh hỏi where you now? Là gì? Là em hiện tại đang đâu vậy? Ờ, rồi chị có trả lời không? Là anh ở nhà. Sao kỳ vậy, nói chuyện gì hời hợt vậy? Rồi xong cái anh nói nha, you and me talk tonight. Là hai đứa có thể nói chuyện tối nay không? À, là chị ok không? Chị ok đi. Trời đó, cậu đẹp quá. Trời ơi, Tuyên quay cái máy ấy giùm em á, về để em ấy phụ. Đẹp quá. Đẹp không? Trời ơi. Trời ơi, sao mà đẹp dữ vậy trời. Đám cưới lớn lắm. Lớn không? Ảnh đòi đãi bạn bè nhiều mà chị nói mệt lắm. Em mệt, em có thai em mệt. Âm thai hả? Cái mấn như chị, lấy cái mấn như chị. Cái mấn mà xòe bự nhất. Bự nhất nha chị nha. Có đặt hết trơn à. Trời đất ơi. Ảnh kêu nhà thiết kế nè. Trời ơi, bây giờ đãi là đãi ở làng nước Nam Bộ được không chị? Ủa sao? Hai cái tên nước ngoài mà đãi làng nước Nam Bộ vậy? Không chị. Cô dâu mặt hơi bóng dầu nha. Đúng rồi. Lại. Ok. Em có thể trầm lên đi chị. Đúng rồi, trầm cho nó nhiều sao nó hời hợt cuộc đời vậy em. Đúng rồi, cái nào che mà che bự bự. Bự nữa có không em? Bự đi, tại cái mặt nó bự đó em che mặt Sidona bớt giùm cho anh cái. Ồ, cái áo này xuất sắc ha. Xuất quá sắc luôn. Đẹp quá trời. Đẹp luôn. Quá trời đẹp. Đậm đà gắn thử coi, gắn thử coi. Quá đẹp. Đẹp quá. Nè trời ơi, chị đang tưởng tượng. Tan tan tan. Tan 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 tan. Tan 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 tan. Hay quá, bây giờ là mọi người sẽ chờ bộ ảnh cưới của Selena and Go Home Setting Paper. Setting Paper và Selena. Ok, mọi người nhớ chờ đợi đám cưới nha. Hello. Trời ơi, gì đâu tung ảnh cưới. Thì đây, gần sắp tới đây, được tôi không nói để tôi làm cái chuyện bất ngờ cho mọi người. Ừ. Ảnh có hẹn tôi là khi ảnh đáp máy bay là ảnh vô chỗ tự áo cưới của tôi. Ừ. Và để cho ảnh rước tôi về gặp mặt. Công nhận tôi nói, tôi không biết ngượng bị tôi mệt. Rồi cho hỏi là có bầu trước vậy rồi có sợ dị nghị hay không? Ông thời buổi bây giờ không có vậy đâu, không có dị nghị. Có nhiều người, người ta cũng sống, người ta có bầu, người ta đẻ con 3-4 đứa rồi người ta cũng đám cưới chuyện bình thường. Ờ, đâu có sao đâu, trời ơi, sống kiểu Tây mà em. Rồi có bầu trước rồi mẹ chị có la hay không? Mẹ chị nói đẻ mấy đứa cũng được. Mẹ chị không có cấm cản. Mẹ chị nói lấy ai cũng được, lấy đi, muốn lấy gì lấy. Đó, nói chung là bây giờ chị gần lấy ảnh rồi đó. Chuẩn bị chị mời tiệc cưới em nha. Vậy đó hả? Trời ơi, chấn động thiệt. Chấn động. Rồi chị mời ơi hề luôn, chỗ nào cũng mời hết. Chỗ nào cũng mời hết, bạn bè chị nhiều, bạn bè ảnh nhiều nữa. Ừ. Chỗ nào cũng mời hết.
Rồi có ở ở dâu không? Ý là làm dâu ở rể gì kêu là gì? Làm dâu không? Làm dâu không? Không có đi làm dâu. Hai đứa ở nhà mình mua nhà riêng ở. Nhà ở đâu? Nhà ở New York. Hiểu không? Hay quá trời. Hay không? Sao mà hay vậy không tin luôn. Là cộng đồng mạng đào rồi đó mà tấm hình đẹp quá trời ơi sao mà giấu gì mà giấu kỹ vậy bất ngờ luôn á. Đúng bất ngờ luôn á. Mà cộng đồng mạng hay ha. Hay mà không có cứ nói cái gì mà khui ra. Trời ơi ông nội cái gì? Đó, thấy chưa? Thấy không? Trời ơi. Trời quá trời ngày xưa chứ bây giờ. Tại bây giờ biết là lúc này mập hơn, lúc này là đang quen nè. Đó. Sau rồi lúc này thì giận, đang giận. Đang giận nè, đang giận để lấy lại dáng nè. À. Lại đây nhức đầu hả? Nhức đầu đau khổ quá đó, bụng bỏ đó. Hay quá vậy trời, sao mà con người vậy? Rồi đó giờ ảnh có cái nào mà quýnh chị không? Ít lắm em. Là có quýnh hả? Ít lắm, có quýnh nhưng mà ít lắm. Sao quýnh? Mày hỏi quá. Là sao quýnh? Thì nhiều khi anh giận anh về đi xài nhậu xỉn về anh kiểu như anh đòi hỏi. Anh... gì mà. Trời mày. Mệt hả? Rồi anh quýnh. Rồi anh quýnh hả? Anh đắm thời sáng anh cũng ngoan hà. Cũng quê. Cũng quê à. Trời ơi sao mà thương dữ vậy trời. Anh thương chị lắm. Tại vì mọi người không hiểu chứ. Tại vì có cái là chị giận ảnh là tại vì ảnh ghen quá hiểu không? Ừ. Không có đàn ông nào mà ghen như ảnh đâu. Rồi bình thường nói tiếng Anh hay là nói tiếng Việt? Little bit Anh và little bit Việt. À là nửa này nửa kia. Đúng rồi. Anh nói tiếng Việt ok không? Anh nói chật chững à, giống như là nít mới đẻ đó. À rồi khi mốt có dẫn anh về bên Việt Nam không? À, chắc phải dẫn về chứ tại gia đình chị bên Việt Nam mà. À nếu mà dẫn về thì ở đâu? À, khách sạn cưng. Khách sạn sao không mua nhà? Có chị có nhà Bà Rịa đó, cho anh về Bà Rịa. Ta đã từ ở Paris bây giờ chỉ cho ở Bà Rịa luôn hả? Thì Paris cái chữ R cũng Bà Rịa đó, Ri với Rịa đó. Ok, vậy là bây giờ chưa cộng đồng mạng chuẩn bị đúng không? Cộng đồng mạng hãy chuẩn bị nha, chuẩn bị đón cô dâu nè. Đó. Đáng lẽ là giấu luôn mà bây giờ cộng đồng mạng khui quá thì bây giờ khui quá luôn. Bây giờ là coi như là công khai luôn. Là trước đây là gì? Celuna hả? Celuna Home Tây. Home Tây. Go Home má ơi. Go Home. Đó, Celuna Go Home. Từ lúc giận rồi đổi là Jennifer. Dạ. Vậy bây giờ là thích cái tên nào hơn? Nói chung là muốn kêu nhiều kêu. Ai muốn thuận miệng cái nào thì kêu cái đó. À là không giấu nữa, không giấu thân phận nữa. Không có giấu thân phận nữa. Ok, là chờ tung bộ anh cưới. Dạ đúng rồi. Là nói là làm. Nói là làm. Ok. Làm chứng minh cho mọi người thấy tình yêu của em với lại là anh Tây 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 Vờ. Justin Bieber. Bây giờ đăng lên ảnh sẽ coi thì bây giờ nói cái lời nào với ảnh đi. Anh ơi, thật sự là em rất là vui. Cũng là một cái ngày mà bất ngờ mà anh tự nhiên anh hỏi cưới em. Trong bao nhiêu năm đó thì em với anh có một cái gì thì mình sẽ bỏ qua hết nha anh. Mình sẽ làm lại từ đầu và sống với nhau tới ngày răng long đầu trọc. Gì? Đầu bạc. Bạc rồi tới trọc luôn, okay. Hiểu không? À, cho nên là những cái gì mà mình đã trải qua rồi mình sẽ rút kinh nghiệm và chúng mình sẽ đến với nhau. Và hôm nay là cũng chuẩn bị là ngày thành hôn của hai đứa mình. Thì cả nước và bạn bè của em cũng rất là vui khi được anh biết là anh đã quay lại với em. Cho nên là em chân thành cảm ơn anh rất nhiều. I love you, bye bye. Bye bye, bye, bye. Chờ đám cưới của chị tôi nha. Chờ đám cưới. Selena. Selena. Ok, bye bye. Selena xe hư má ơi. Selena. Selena. And. And. Justin. Justin Viber. Justin Viber. Anh ơi, xuống đây chứ. Anh bay hoài nha. Anh bay vòng hoài nha. Không, anh chở ngày đây qua đó. Ngày đây đang qua, ngày đây đang qua đây. Ngày đây đi bye bye không? Ok, rồi, dịch đây. Em qua cái. Ok,
Ok, đóng tay nha. Luôn một cái, luôn một cái luôn. Mở cái này ra cho chị cái đã. Ok. Từ nha, từ từ. Chưa. À, chị hơi quay mặt. À, cái tay bên này nó đúng rồi. Rồi. Ok, ready, go. Rồi, kiss. Nhắm mắt chị, nhắm mắt luôn. Ờ, Vũ Nguyên. Ok. Nắm tay đi cái nữa xong. Nắm tay đi cái nữa xong. Ok, good. Ok, hình đẹp chưa? Ok. Được rồi. Ngồi cái thảm cái đó đi rồi sờ sờ xong. Thảm cỏ cái đó đi. Thảm cỏ ở đây luôn được không? Rồi, để bu lít bắt không? Nửa kìa, bay bờ ơi. Bay bờ. Anh đón nhập tay lẹ lẹ đón em. Trời ơi, bé tin bay bờ ơi, em nãy giờ em chụp giùm anh nãy giờ nè. Nãy giờ em cắt cà đơ nãy giờ mấy lần rồi. Của anh á, gia đình anh đông lắm. Đông lắm mà nãy giờ nhà trai đồ ê hề hề rồi. Ngồi xuống chị ơi. Không kệ, ráng ẹt ẹt một cái cho nhanh đi. Vui lên cô dâu ơi, vui lên cô dâu. Hai anh. Má chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? À, 78 tuổi. Rồi, má biết con gái gì má có giận không? Cứ con lấy chồng. Được rồi, được rồi thôi ơi. Đẹp quá. Trời ơi. Đẹp dữ vậy Tuyên. Trời ơi, rất đẹp luôn. Bánh bèo ra lẹ bánh bèo ơi. Trời ơi, đẹp quá. Khách tới nữa kìa lẹ nè. Lo chụp hình đi, điện thoại nữa. Ok, ai cầm em. Cầm. Nhìn đây, nhìn đây. Nhìn đây cái. Ok. Đây. Chị Giang cái tay chị Giang che mặt lắm. Là tao dán hề. Tự nhiên đi, để chắc để tự nhiên đi. Không, chị cái đầu tự nhiên quá, chị thẳng lại. Đó, đúng à. Rồi, ok, chết. Rồi cái mặt xoay vô lâm một xíu, nè, mắt nhìn đây nè. À, ok vậy đi. Đừng có bắt được mắt nhìn nhau nữa. Ok, rồi nhìn đây nha. Rồi. Đó. Ok.
ok. Có hình là ok rồi. Trời ơi đẹp quá. Đẹp không chị? Nè, hình hai người nè, Lâm. Trời ơi, chết. Về lòng khung được rồi. Hiền cho tôi. Trời, tôi phải lưu liền cái cho đẹp. Nhìn xa xăm cái nữa đi. Ok, cho chị Giang một mình cái đây nữa nha. Chị Selena nha, không có Giang nha. Điên khùng, điên khùng. Nhìn á. Đẹp quá. Trời ơi. Rồi xong rồi đi ha. Ok ok. Bye 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 mọi người chờ. Jennifer. Hả? Em về. Em xong xuôi hết chưa tư? Xong xuôi hết rồi. Dạ, em tạm biệt chị. Tạm biệt. Mà chị không về chung với em vậy? Định về chung với cưng đó chứ. Nhưng mà để chị nói chuyện rõ ràng với anh với Ti Viber. Nói vụ gì nữa, tại nó hai chị em đi về chung từ giờ bắt em đi về trước. Rồi chừng nào chị mới về? Từ từ vài bữa nữa để chị nói chuyện rõ ràng. Đâu đó đầu đuôi con tiến tới rồi là không. Rồi có mua nhà cho mua xe đồ có lo cho chị hay không? Để chị về chị lấy tiền chị lo cho em chứ. Đúng rồi, em thấy cái nhà tắt đâu chị vô nhà chị thử coi. Chật chội. Chội lắm. Trời ơi, vợ của Justin Bieber nè, mà coi nè. Vợ Justin Bieber mà ở vậy chết rồi. Đâu đâu. Em gõ cửa đi. Chị ơi. Chị đây. Hello. Chật quá không chị? Chật quá, móc đồ móc đầu. Mà sao cho em hỏi là nhà nhà chật. Nhà chật mà mua đồ lướt sóng chi? Tại vì anh tặng mà anh kêu. Bờ nói em phải tập lướt sóng cho em xuống cho hình thể nó đẹp á. Chị lướt rồi đẹp, nhà cửa chật chội tem đồ. Đây là tiền điện chưa trả hay sao? Để chị đưa cho anh đóng tiền điện cho anh. Trời đất ơi, đóng tiền điện cho em. Em còn quá à. Em còn đứa em Jessica nữa mà hôm nay nó về Việt Nam rồi. Em thật sự em rất là buồn luôn á. Nãy anh có cho chị tiền. Ê! Dữ không? Một trời đất ơi, mẹ ở đâu dữ vậy? Chị chưa có đếm. Nhiều không chị? Chị cất trong cái sắt. Rồi chị cho em mới đem Việt Nam làm ăn được không? Cứ cầm về Việt Nam trước đi. Dạ. Chị ở đây chị xử lý ảnh. Ha, ghê vậy? Chị lấy thêm. Trời ơi. Chị phải bóc lột ảnh. Vậy chị cho em đúng không? Trời ơi, bỏ cái sắt dữ vậy trời. Để đâu, 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 đâu. Đóng cửa phòng chị qua cái sắt. Ủa là hai phòng riêng hả? Trời ơi, hai cái phòng. Phòng này chị mướn nhiều tháng? Phòng này mướn có 1.000 đô à. 1.000 đô là một chỗ để ở, là một chỗ để cắt sắt. Đó. Trời ơi. Này cắt sắt chị. Trời ơi, dữ vậy chị. Trời ơi. Không cho mà chị. À, giờ, bây giờ mà khẩu là người bây giờ quay về thì chị có ngại hay không? Hả? Bây giờ quay thấy mà khẩu cắt sắt của chị được chị ngại hay không? Ê, trời ơi, giấu hay vậy trời. Trời ơi. Đây, đây, vậy chị em coi nha. Khùng hả? Cái sắc mà cưng đưa người ta biết mật khẩu rồi, lỡ người ta lấy của chị sao? Ok, ok. Lâu lâu ảnh cho chị mà. Rồi thì ảnh nói, thôi nè, anh đưa em cọc tiền để em xài. Để chị cho em hết luôn hả? Em cứ giữ xài đi, chị ở đây chị môi ảnh được. Ok chị. Đã đâu. Nè,
đưa một cọc này. Đồ lớn không? Quá trời quá đất nhiều luôn nè. Nhiều. 20 đô, 2 đô, 50 đô. 50 đô, 50 đô, 1 đô. Có 1 đô nữa em ơi. Có 1 đô nữa. 1 đô, 2 đô nữa em. Rồi cái này tiền Việt là khoảng nhiêu? À, cái này 50 là 2 triệu rưỡi ha. 2 triệu rưỡi này coi như 5 đô nữa đi. 5 đô nữa, 2 triệu rưỡi với lại 5 đô. Nói chung là khoảng 3 triệu đó. 3 triệu đồng mà chị bỏ máy bay. Chị bỏ máy bay mà chị ở lại là sao? Dù 3 triệu hay là bao nhiêu triệu cũng vậy, chị phải ở lại chị nói chuyện với anh rõ ràng. Trận này trận lớn mà. Cái này như là thả tép bắt tôm. Đúng rồi. Chị bây giờ em không hiểu là tại sao Justin Bieber mà cho chị là 3 triệu chị vẫn lấy. Nếu mà cho cỡ đó thì chị về Việt Nam chị lấy Trịnh Minh Dũng thì ok hơn. Chứ Justin Bieber gì cho có 3 triệu vậy? Không, chị không lấy Trịnh Minh Dũng được. Sao vậy? Không phải đi. Bây giờ chị cho em tiền rồi đúng không? Đây nè, đây nha, em đây. Cần đi, tay em đâu? Nè, hát hai ba. Em nha, chơi gì đó. Điệp ơi, mà anh lên chung. Jessica ơi. Jessica ơi, mà em. Về Việt Nam. Jessica ơi, em ra sân bay về Việt Nam bình an vui vẻ. Chị ở lại đây môi móc tiền của nó rồi chị để về với em. Nó cho em cuộc sống an nhàn. Đây 2.000 đô em gửi trao. Đây 2.000 đô chị gửi em. Đừng luyến lưu làm gì. Trên tay em đã cầm tiền của anh Jeffrey. Thì em nên cứ nên ăn xài. Chị nói dạ. Yeah. Chị gửi Quỳnh Quỳnh này được không? Trời ơi, cho em mà cho Quỳnh nữa. Chị thương Quỳnh quá. Chị cho. Dạ. Đây này, buộc tóc. Chị cho cái chùm lông gì tí ghê. Quỳnh Quỳnh chị gửi. Trời ơi, cái gì tí ghê vậy? Chị. Tấm lòng của chị mà. Trời ơi, này quá. Sao nó tí ghê vậy chị? Giống chùm lông nách. Giống cho giống hai chùm lông nách vậy chị ơi. Quý lắm em ơi. Trời ơi. Đó, em thấy em nước ngoài mà nước Mỹ mà nó có cái chùm này. Ngon lành đó nha. Trời ơi, đây là đừng nói với em là lông nách của Justin Bieber nha. Không, lông nách ảnh cạo hết. Thấy ghê quá. Chị gửi Quỳnh đó nha. Ừ. Chị gửi con em được không? Trời ơi, chị cho em giờ thiệt á, chị gọi là có tiền mà không quên, không có trăng mà không quên đèn là chị. Chị rất thương em. Chị cho hết em cho Quỳnh, giờ chị cho con em là cho ba đứa luôn hả? Cho ba đứa luôn, cả dòng họ gia đình em chị gửi hết. Là cho ba đứa luôn. Ba đứa con em lấy một cái này thôi. Gói game đi em ơi. Sao chị giàu mà chị cho ba đứa con em cái móc chìa khóa? Tấm lòng em ơi, tấm lòng em ơi. Nó ba đứa nhỏ nè, Bảo Ngọc, Bảo Nhi rồi với lại cô Vinh rồi nhận cho chị vui nha. Này chơi thì sao? Muốn chơi gì nó chơi. Hay là nó đánh bóng cổ. Đường cô Vinh nó đánh gì nè cưng. Sao mà? Sao mà? Đưa cho Bảo Nhi nó kẹp vô để nó đi học luôn. Nó gắn gì qua nó. Sao nó cũ vậy chị? Anh nói thôi chị đi. Xanh tại nó đen đen vậy chứ nó cũng còn được cưng. Trời ơi, em cảm ơn chị nha. Ủa mấy cái này là chị bỏ cái két sắt á hả? Bỏ két sắt cất thì cất quá đi cho nên chị không có xài tới á. Ừ. Cho nên nó bị giống như là nó bụi bặm đó. Còn gì nữa không? Tương đội vô đây em đi. Chắc chị cũng hết rồi. Chị không còn cái này giấy tiền điện. Giấy nợ. Sao chị? Ok chị. Vậy bây giờ em về Việt Nam nha. Chị ở lại chị môi anh ấy ấy luôn không? Ok rồi, hai chị em mình gọi là có một cuộc sống sung sướng sau này nha chị em nha. Em cứ lo về, cứ lo tập trung cái công việc của em đi, chị sẽ về liền với em. Ừ. Nha không? Hát bài gì chia ly các em? Bùi ngùi 2 3. Ngậm ngùi nhìn nhau. Lòng này sâu đau. Nỗi không ra. Từ nay xa cách đôi mình ở hai tiểu bang.
về chị ở lại đây ra đi ra lên mất tiền về. Chân của chị nó rối rồi. Ok thôi bye bye chị, em tạm biệt chị. Tường lộ bình an nha. Ở đây nhớ ấy ảnh nha không? Rồi chị sẽ móc ảnh hết. Ok. Để về chị lo cho em nha. Cháu em sao chị, nó đang đạp chị không? Đạp quá. Gì hả? Đạp muốn văng ra ngoài luôn. Cái thai này nó mạnh quá em ơi. Yeah. Tại ảnh người nước ngoài mà. Ok chị, bye bye chị. Bye bye chị. Bye bye cưng.